Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Đền Đa Hòa và lễ hội Đền Hóa Dạ Trạch của tỉnh Hưng Yên. Lễ hội Đền Đa Hòa diễn ra ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, cứ 3 năm một lần tổ chức lễ hội tổng vễ với sự tham gia của xã Bế Sở, huyện Văn Giang, lễ hội Đền Hóa Dạ Trạch ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Hai lễ hội này thường được gọi là lễ hội Chư Đồng Tử Tiên Dung, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ tôn vinh công lao của Đức Thánh Chử Đồng Tử cùng nhị vị phu nhân đã có công mở mang bờ cõi cứu nhân độ thế. Đây là một trong 16 lễ hội lớn nhất cả nước, mang giá trị văn hóa sâu sắc, thể hiện sinh động đời sống của người Việt cổ vùng đồng bằng sông Hồng trong việc khai phá đầm lầy, phù sa ven sông Hồng từ hàng ngàn năm về trước. Lễ hội còn bảo lưu được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc biệt là nghi thức rước kiệu và rước nước từ sông Hồng về đền Đa Hòa và đền Hóa Dạ Trạch. Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có 4 lễ hội truyền thống.